Lời nói đầu tiên, Dương Hậu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe. Lời chào trân trọng nhất. Hôm nay Dương Hậu tiếp tục trao 500 ngàn hàng tháng của em gái Nga Phạm hỗ trợ cho chú Hiểu hàng tháng. Đây là chú Hiểu dùng sâu dùng xa cũng mang nhiều căn bệnh. Hàng ngày chú phải đi xin ở chợ Ngã Bảy. Thì suốt mấy năm qua Nga Phạm đều hỗ trợ. Dương Hậu cũng thay mặt chú Hiểu xin cảm ơn em gái. Chúc cho Nga Phạm gia đình luôn hạnh phúc và bình an. Đây là việc làm công đức ngàn lượng. Số điện thoại của Dương Hậu là 0909098469. Chú Hiệu ơi, Dương Hậu cho 500 ngàn của Nga Phạm hàng tháng gửi cho chú ha. Rồi, xin mời chú. Cảm ơn Nga Phạm rất nhiều. Chúc cho chú được nhiều sức khỏe luôn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đến xem chương trình.